Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày giáp tuất tháng Tân Mão năm Tân Sửu Và ngày hôm nay là ngày hắc đào các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ mậu thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc thanh long, giờ kỵ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc minh đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc kim quỹ, giờ quý dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc bảo quang, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc ngọc đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ giáp tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên lao, giờ ất sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc nguyên vũ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc câu trận, giờ canh ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình, giờ tân mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn đầu hỏa ngày giáp tuất tức can khắc chi nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm sơn đầu hỏa kỵ tuổi mậu thìn canh thìn ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi nhâm thân giáp ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành họa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm thìn, canh thìn, canh tốt, tuổi xung trong tháng, tuổi quý dậu, kỷ dậu, ất xỉu, ất mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao hoạt điệu, tốt, nhưng gặp thủ tử thì xấu, sao lục hợp, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao nguyệt phá, xấu về xây dựng nhà cửa, sao thiên ôn, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao nguyệt hư, hay còn gọi là sao nguyệt sát, xấu đối với việc giá thú, mở cửa, mở hàng sao quỷ khóc xấu đối với việc tế tự an táng và hướng xuất hành tốt trong ngày hỷ thần hướng đông bắc tài thần hướng đông nam và sau đây mời các bạn đuốn xem từ vị chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Mời các bạn cùng theo dõi đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý trải qua ngày thứ bảy này rất có thể bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi vì những xung đột trong gia đình khi mà mọi người đang vui vẻ cùng nhau thì ngày này bạn và người ấy lại không tìm được tiếng nói chung. Có lẽ với bạn tuổi Tý nên cần phải bình tĩnh, bớt nói và lắng nghe nhiều hơn để không khiến cho mọi chuyện thêm phần căng thẳng. Bạn hãy thử lắng nghe xem người ấy thực sự cần gì, muốn gì ở thời điểm hiện tại này để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề đang gặp phải. Ngày này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy thổ xung Khác giữa không khí hân hoan của những cặp đôi bên nhau. Đối với những bạn đang quản độc thân, có phần cảm thấy chạy lòng. Tuy nhiên, bạn không để nỗi buồn khiến cho mình mất đi những niềm vui bé nhỏ mà vẫn cố gắng để giữ tinh thần vững vàng. Về từ vi tuổi giáp tí thuộc mệnh kim, mau thuận gia tăng vì nhiều lý do. Từ vi tuổi bính tí thuộc mệnh thủy nên tìm cách thông cảm và thấu hiểu. Từ vi tuổi mậu tí thuộc mệnh hỏa đừng quá khắt khe với chính người mình yêu từ vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ có những nỗi niềm không ai chia sẻ từ vi tuổi nhâm tí thuộc mệnh mộc mệt mỏi vì phải cố gắng căng mình vài đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 1 số 3 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi dậu, tuổi thân, tuổi tỵ. Từ vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu, xem tử vi cho thấy với bà tuổi Sửu cần phải cẩn trọng kéo lại bị lầm lẫn, dẫn đến những mâu thuẫn giữa vợ chồng với nhau. Đừng chỉ nghe lời người ngoài mà phải tin tưởng người ở bên cạnh mình. Bạn mệnh tuổi Sửu trong lòng đang cảm thấy bất an thì nên tìm cơ hội để tâm sự, chia sẻ với đối phương chứ đừng có dự ở trong lòng rồi suy nghĩ này nghĩ kia có thể sẽ chẳng tìm ra được lối thoát cho mình mà còn khiến cho mọi sự thêm phần rắc rối hơn nữa. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tốt Sửu mùi, có thể với bạn tuổi Sửu đang trong tình trạng tâm lý bất thường, bạn cần phải cố gắng để cân bằng cảm xúc, tìm ra những mối mâu thuẫn trong chính bản thân mình chứ không phải là đổ lỗi cho người khác về tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim nên bình tĩnh để không phạm sai lầm tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy hãy tự xem lại bản thân mình trước khi trách móc người khác tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa có thể bạn đang là người đi sai hướng tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ đừng để cho cảm xúc cá nhân lên quá cao tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc lý trí cần phải được triệu hồi về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dần xem tử vi cho thấy với bà tuổi dần đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tốt phù trợ cho nên hôm nay là thời điểm mà bạn tuổi dần cần phải mạnh mẽ và dũng cảm hơn để thổ lộ tình cảm của mình để từ đó nắm giữ được hạnh phúc cho bản thân không để cho tình yêu một lần nữa vụt qua khỏi tầm tay và trong ngày này với bạn tuổi dần thần tình yêu sẽ đứng về phía bạn thế nên bạn hãy lên kế hoạch để tỏa tình với người ấy ngay đi. Ngay khi mà tình cảm đã có độ chính chắn thì hãy tìm cách để khẳng định độ bền vững của mối quan hệ này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dần cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có được khả năng kiếm tiền không phải là dạng vừa, bản mệnh có thể đạt được những thành công nhanh chóng vượt ngoài mức mong đợi khi mà chỉ bằng chút tài liệu có thể kiếm được tiền về đầy tay cho mình nữa rồi. về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tình duyên thắm sắc dễ có tình yêu từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa, kiếm tiền nhanh chóng hơn mong đợi, tử vi tuổi Mậu dần thuộc mệnh thổ, thuận lợi cả về tình duyên và tiền bạc, tử vi tuổi Canh dần thuộc mệnh mộc, nên hiểu mình đang tìm kiếm điều gì, tử vi tuổi Nhâm dần thuộc mệnh kim, có lộc trời ban thì đừng có chủ quan. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tốt, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021 vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi mão xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tuổi mão trong ngày hôm nay rất có thể sẽ có được sự viên mãn trong vận trình cả về tình cảm lẫn tiền bạc là điều khá lý tưởng cho bạn ngày này với bà tuổi mão đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân sẽ giúp hâm nóng tình cảm gia đình vợ chồng sau những mâu thuẫn trước đó đã hiểu và thông cảm cho nhau hơn Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão cũng đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh, khẳng định cho bạn đang có được nguồn thu nhập khá chi là ổn định và không cần phải lo lắng quá nhiều. Bạn mệnh làm việc chăm chỉ nên đây cũng là xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão, bạn không nên vì thế mà chủ quan khinh địch để rồi tiêu xài hoang phí, không quan tâm tới việc tiết kiệm, tích lũy về tiền bạc, vận may chẳng thể, hôm nào cũng có. Vì vậy, bạn cần phải bích lo xa hơn nữa, quản lý tiền bạc cho tốt hơn. Về tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy, tình cảm có được sự viên mãn, tài lộc như ý, tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa, tiền bạc rộng rỉnh trong tay, tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ, không có nhiều lo lắng về chuyện tiền bạc, tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc, có được mơ ước về tình duyên đôi lứa, tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, hãy sống hết mình với tình yêu. Vai đánh giá của bà tuổi mão trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp năm sao tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn đó, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn nên học cách kiềm chế cảm xúc của mình, đừng có để lộ hết tâm tình của mình ra ngoài mặt như vậy. Bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất xỉu mùi, cho nên nhắc nhở bạn tuổi thìn đang có kẻ tìm cách để kích bác khiến cho bạn hành động bốc đồng, sốc nổi khi hành động thiếu suy nghĩ với bạn tuổi thìn, rất dễ mắc phải sai lầm, có thể vì thế mà đánh mất đi hạnh phúc mà mình đang có, tự mình gây ra họa, khiến cho những mâu thuẫn trong gia đình càng ngày càng gay gắt hơn. Và với bà tuổi thìn, nên đề phòng trước những lời ngôn ngọt của kẻ tiểu nhân. Có thể chúng đã biết trước được tình hình cho nên theo đó mà nối dựa, khiến cho bạn tưởng chừng gặp được người bạn tâm giao. Nhưng kỳ thực lại chính là kẻ tiểu nhân đang muốn phá hoại hạnh phúc mà bạn đang có. Về từ vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, đừng quá gai gắt mà hãy để lại đường lui từ vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ cần phải kiềm chế tình cảm trước mắt từ vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc đừng làm ra những chuyện dại dột mà hối hận từ vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim tiểu nhân đang tìm cách phá hoại hạnh phúc từ vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy tự mình phải biết điểm dừng Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này sự nghiệp bốn sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tỵ, xem tử, tử vi cho thấy với bà tuổi Tỵ đang có điểm báo cần phải cẩn trọng bởi đang có tiểu nhân quấy phá khi trong ngày đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh khiến cho bà tuổi Tỵ đánh mất đi sự tỉnh táo sáng suốt vốn có của mình. Và với bạn tuổi tỵ không dễ để mất lý trí của mình như vậy. Nhưng trong hoàn cảnh hôm nay, khi mọi chuyện tình cảm không được như ý, thì có thể bạn sẽ để lộ ra sơ hở, khiến cho kẻ tiểu nhân thấy thế mà, làm càn. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cũng đang gặp ngày có họa sinh xuất cho thổ, không phải cứ hết lòng, hết dạ yêu thương thì sẽ được nhận lại những điều tương tự, với bà tuổi tỵ không nghĩ ngợi quá nhiều chuyện thiệt hơn nhưng tổn thương vì tình yêu là điều không thể chia giáo được ở bàn. về tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa điểm báo tiểu nhân đang đến rất gần tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đánh mất đi lý trí vào lúc quan trọng nhất tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc dễ thất vọng và tổn thương vì tình cảm tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không cần phải để mình bi lụy từ vi tuổi quý tùy, thuộc mệnh thủy chớ nên phụ thuộc quá nhiều vào người khác vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 6 số 9 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cá tường màu đỏ màu cam quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là với bà tử ngọ đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần ngọa tuất phù trợ cái điều này mang đến cho bà tứ ngọ tìm thấy được những hướng đi cho con đường tình cảm của mình. Bạn không quản hoang mang, lo ngại vì chuyện tương lai nữa. Đâu phải ai cũng tìm được người để mình yêu thương, chăm sóc, hoa rơi hiểu ý, nước chảy vô tình. Đó là chuyện mà không biết bao người khốn khổ vì tình, vì trốt đêm lòng yêu mà chẳng được đón nhận. Hiểu được nỗi khó khăn trên con đường tìm kiếm tình yêu với bạn tử ngọa, quyết định cháy hết mình vì tình yêu đang có Chỉ cần người mình yêu ở bên Bạn nguyện chịu khó, chịu khổ ra sao cũng được Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim Tình cảm cũng cần chọn đúng đường, đúng hướng Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy Yêu thương không mong cầu được đền đáp Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa bồn nội vì tình yêu, không lối thoát chưa chắc đã là đúng, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ nên cháy hết mình với tình yêu, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc đừng khiến cho mình trở nên lạnh lùng. Về đánh giá của ba tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cho nên bạn đang thấy băn khoăn về những nỗ lực của mình không được mọi người công nhận mặc dù bạn đã cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng được yêu thương. Gia đình chẳng giống như gia đình, bạn cảm thấy chán nản vì hết lần này tới lần khác không được yêu thương, trân trọng. Điều này có thể khiến cho bạn đưa ra những quyết định dứt khoát thay vì đau một lần rồi thôi. Trong ngày này, đối với những bạn đang quản độc thân, có phần e ngại khi bước chân vào mối quan hệ mới, bạn không biết mọi chuyện sẽ diễn tín như thế nào, cũng sợ rằng mình đang trao niềm tin cho lầm người, cho nên muốn dành thêm thời gian để xem xét lại về từ vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim hãy trân trọng chính bản thân mình từ vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy tình yêu chưa tới cũng đừng có sốt ruột từ vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa phải biết nắm bắt cơ hội ngay khi có thể từ vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ hoa rơi hữu ý mà nước chảy vô tình từ vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc không có được tình duyên như ý về đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang gặp được ngày thân tuất tương hội đây là báo hiệu tốt lành cho con đường tình duyên của bạn trong ngày hôm nay với bà tuổi thân bạn biết mình cần phải làm gì khi gặp được người khiến cho tái trái tim mình rung động có nhiều lý do khiến cho bà tuổi thân quyết định theo đuổi người ấy nhưng cũng có không ít lý do khiến cho bạn phải băn khoăn không biết quyết định của mình có đúng hay là không và hôm nay lựa chọn của bạn nghe theo trái tim mình bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh có thể sẽ khiến cho bạn phạm phải một số sai lầm vì tính quá cố chấp mà không chịu nghe theo những lời khuyên can của những người đi trước sai lầm thì bạn phải trả giá mà lần này bạn sẽ phải trả giá bằng tiền bạc có ngay trong tay. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy hãy lắng nghe tiếng gọi của con tim. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa tiền bạc thất thoát vì nhiều lý do. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc tình duyên vượng nhưng tài lộc suy từ vi tuổi nham than thuộc mệnh kim cần phải cố gắng lắng nghe ý kiến của những người đi trước và đánh giá của bạn tuổi than trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 4 số 8 giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi tí, tuổi thìn, tuổi dậu Từ vi tuổi dậu thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021 Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là bà tuổi dậu đang gặp ngày của cục diện ngộ hành, giàu tuất tương hại. Cục diện này khiến cho trong ngày thứ bảy này với bà tuổi dậu trở nên vô cùng là ảm đạm với bà tuổi giàu không biết trước được những hiểm họa mà mình đang phải đối mặt lớn tới như thế nào. Trong ngày này với bà tuổi giàu, hạnh phúc mà bạn đang nắm giữ có thể sẽ tan biến trong chốc lát. Với những ước mơ mà bạn theo đuổi có thể sẽ tan vỡ, người ấy quyết định quay đầu, bỏ đi mà không cho bà tuổi giàu có bất cứ cơ hội nào để vạn hồi bên cạnh đó vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu cũng đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này còn tức đoạt đi cả vận may về tài lộc của bạn trong ngày hôm nay nữa tiền hết tình tan với bạn tuổi dậu thực sự thấy buồn nạn trong lòng có thể có cơ hội xoay chuyển vận mệnh trước mắt nhưng với bạn cũng bỏ qua về tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy tiền mất tật mang vì tin người thái quá Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có thể cảm thấy hối hận vì quyết định của mình Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ đừng có cho rằng mọi chuyện đều là vô tình tử vi tuổi tan dậu thuộc mệnh mộc mắt mát là động lực để cho bạn tiến bước tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim cần phải hiểu đâu là điều mình mong muốn Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi tốt xem tử vi cho thấy với bà tuổi tốt đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi tốt nên có thời gian rảnh thì hãy thử dành thêm thời gian để tìm tỏi thêm những huyền cơ ở phía sau bên trong những gì mà bạn đang phải đối mặt. Khó khăn sẽ tiêu tan khi bạn quyết tâm. Và trong ngày này với bạn tuổi tốt đó, bạn không ngần ngại chịu khó, chịu khổ và bạn cũng lo lắng cho công việc thay vì nghỉ ngơi. Điều này khiến cho bạn được đánh giá cao khi mà xử lý hiệu quả những vấn đề đang còn tồn động. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tốt đó, cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cho thấy bạn đang có điểm báo chặn lành về sức khỏe, bạn đang mắc phải nhiều vấn đề về đường tiêu hóa, và bạn trở nên ham mê vào công việc, làm việc quá căng thẳng mà bỏ bữa nữa. Về tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, sức khỏe suy yếu, có nhiều vấn đề. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, hết mình vì công việc được giao. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, cần phải nghỉ ngơi, chăm sóc cho bản thân mình đúng cách. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim có được những ý tưởng mới mẻ cho riêng mình từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy nên hiểu mình đang ở vị trí nào và đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe, 3 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 27 tháng 3 năm 2021. Vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho thấy với bà tuổi hợi đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh, dẫn đường trị lối, cho nên bạn có được sự phát tài phát lộc trong ngày hôm nay chẳng phải việc gì quá tầm tay với bạn và trong ngày này đối với những bạn làm nghề tự do kinh doanh buôn bán sẽ thu được nhiều lợi lộc trong ngày nhất là đối với những ngành về du lịch dịch vụ có điều ở đời không ai biết hết được mọi thứ và trong ngày này với bạn tuổi hợi đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc báo hiệu cho bạn về những đợt sóng ngầm trong gia đình khi mà với bạn tuổi hợi không thể lường hết được về những xung đột giữa các thành viên trong nhà bạn tuổi hợi mãi mê kiếm tiền cho nên không hề biết những vết rạn nứt đó sớm đã xuất hiện từ rất lâu dù không muốn phải tan đàn rịa nghé nhưng ở thời điểm này với bạn tuổi hợi chưa biết phải làm như thế nào cho ổn thỏa về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa tình cảm tồn tại quá nhiều vết rạn nứt tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên dành nhiều thời gian cho gia đình tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, lợi và hại luôn song hành, tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, không thể biết trước, hỏa phúc khôn lường, tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy, dễ gặp tổn thương vì tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ màu sắc cát tường màu trắng màu bạc quý nhân phù trợ tuổi tý tuổi sửu tuổi mùi cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tiếc like comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày xin chào và hẹn gặp lại